Đúng, mình là người Thanh Hóa. Nghe những bọn ăn hồng ma ra đường tàu cũng mấy nhục là một quen. Bao nhiêu bạn ghét dân Thanh Hóa đã từng tiếp xúc với người Thanh Hóa? Tao chưa chơi với dân Thanh Hóa bao giờ, nhưng mà nghe mọi người nói là tao thích ghét được. Điều này chẳng khác gì các bạn định ăn cơm cho thông minh nhanh lớn nhưng nghe người ta nói ăn cơm không tốt, cho nên các bạn chuyển sang ăn thứ khác tệ hơn, khi mà điều này nó không ảnh hưởng đến một cá thể nào cả, mà là cả một khối người, mà cụ thể ở đây là người dân Thanh Hóa. Cũng không hẳn có thể trách được các bạn, bởi vì có lẽ là các bạn đã bị tiêm nhiễm vào đầu như thế rồi. Nhưng ghét mà chưa trải nghiệm thì mình nghĩ các bạn nên giữ trong lòng. Đằng này có một số bạn cứ thấy người dân Thanh Hóa đâu là vào chửi bới loạn xã cả lên, xong rồi lại lôi mấy từ kiểu như có học mất dạy ra, thì mình cũng thấy thì cũng đúng, như các bạn phải có học thì các bạn mới biết đọc, biết đánh máy, đúng không? Nhưng có học hay không ấy thì nó thể hiện là cách bạn nhìn nhận một vấn đề, một quan điểm đúng vẫn cứ đúng, còn câu chữ có bậy bạ hay không ấy thì còn phải tùy vào nói với ai, với chỗ nào. Còn kiểu suy nghĩ thiển cận với các bạn ấy thì dù câu chữ có trang nghiêm lịch sự đến đâu thì nó cũng chỉ là một sự lố bịch. Chẳng lẽ người dân Thanh Hóa thì không được làm vlog à? Người dân Thanh Hóa thì không được ca hát, không được ra MV ca nhạc à? Người dân Thanh Hóa thì không được thể hiện cảm xúc khi mà bị xúc phạm à? Mày phải nói chuyện với người văn minh lịch sự như tao chứ nói chuyện gì với thằng đấy. Tao này tiếp xúc 9 thằng Thanh Hóa phải 10 thằng bẩn tính. Ông ơi, tôi không cần biết 9 thằng đấy nó bẩn tính như thế nào, nhưng 9 thằng đấy nó là cái gì so với hơn 3 triệu người dân Thanh Hóa mà ông vội kết luận dân Thanh Hóa bẩn tính. Đấy, mày bắt chước JV đúng không? Dân Thanh Hóa chúng mày cũng là cái đồ bắt chước. Đây, nó cứ vô lý thì cái kiểu ấy đây. Vốn đã ghét ấy, thì các bạn nhìn đâu cũng thấy xấu rồi. Đó phải nói là cái suy nghĩ thiếu suy nghĩ nhất là mình từng thấy. Bạn của các bạn, thậm chí là bạn thân, lúc mới gặp nhau còn ghét nhau ghét cay ghét đắng ấy chứ. Đừng có tiếp xúc một hai lần thấy người ta chơi chưa được đẹp rồi xa lánh, rồi vội kết luận dân Thanh Hóa bla bla bla. Các bạn không cho họ cơ hội mà muốn người ta thế này thì kia. Nhiều khi họ cũng muốn thay đổi nhưng các bạn vẫn cứ xa lánh, vẫn cứ tẩy chay, thì họ lại phản kháng lại bằng cách sống đúng như những gì các bạn nghĩ và nói về họ, và dẫn theo một chuỗi tuần hoàn sau đó. Và nguyên nhân chính là ở các bạn. Mình hỏi các bạn, nếu như cho các bạn thay đổi cuộc đời Chí Phèo thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ cho Chí Phèo tiền à? Cho Chí Phèo một mảnh đất, một con lợn và cho Thị Nở quay về với Chí Phèo? Không, cho dù các bạn có cho Chí Phèo gì đi nữa và Chí Phèo có cố gắng thay đổi như thế nào đi nữa thì hắn vẫn bị xa lánh, vẫn bị tẩy chay. Cái cần thay đổi ở đây chính là xã hội. Đâu đó vẫn còn những bá kiến, những người kỳ thị dân Thanh Hóa một cách vô lý, thì cái định kiến kia nó vẫn cứ đóng đinh về những thế hệ tiếp theo. Có học để làm gì khi mà làm hàng tá những bài văn tố cáo xã hội chèn ép con người với một thái độ khá là căm phẫn, thì lại đi kỳ thị người anh em trong cùng một dân tộc. Lòng yêu nước để làm gì khi mà lại xa lánh người anh em đã từng sát cánh cho những cuộc kháng chiến, mà còn có thể là những cuộc kháng chiến trong tương lai xa nữa. Cho dù các bạn có nói gì, nghĩ gì, thì không chỉ mình mà mọi người con Thanh Hóa đều tự hào về Thanh Hóa đất học, Thanh Hóa anh hùng, nơi con người yêu thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu cả thôi. Các bạn thích đánh giá một tập thể lớn nhưng không hề nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả, mà chỉ để là thỏa mãn cái suy nghĩ vớ vẩn vô lý của các bạn. Vậy thì đến bây giờ các bạn đã tự đánh giá được bản thân mình hay chưa?